Surface Pro X là một sự thay đổi lớn của Microsoft, với thiết kế và cấu hình vượt qua hơn hẳn các mẫu Surface trước đây. Vậy thực tế thì Surface Pro X sẽ phù hợp với ai hơn? Trong video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Những điểm đặc biệt của Surface Pro X khác với các dòng Surface trước đây. Ra mắt thị trường, Surface Pro X đã gây được nhiều ấn tượng mà bất kể ai trải nghiệm sẽ không thể quên được. Đầu tiên, không thể không nhắc đến cải tiến lớn nhất trên Surface Pro X, đó là thiết kế của máy. Surface Pro X đã khác với tất cả các dòng Surface trước đây khi mà cho màn hình viền mỏng hơn, độ mỏng của máy đã cải tiến. Đây là chiếc máy có viền mỏng nhất mà Microsoft đã từng ra mắt và nó cũng rất đẹp, phù hợp với xu hướng chung hiện nay cho các dòng tablet. Vừa nhìn vào cũng thấy rõ sự khác biệt nên mà gây ấn tượng cho người sử dụng. Surface Pro X có chế độ sạc nhanh, tiết kiệm pin và có thể dùng được 13 tiếng đồng hồ. Công nghệ sạc nhanh thì sẽ giúp đầy 80% pin chỉ trong 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Bạn sẽ không phải chờ đợi lâu như các mẫu máy trước đây nữa. Được trang bị cổng kết nối là USB Type-C nên mà kết nối nhanh chóng dễ dàng hơn rất nhiều. Bút Surface Slim Pen đã được thiết kế mỏng hơn so với trước đây. Bút sẽ tự động được sạc pin khi mà được đặt vào vỏ trên bàn phím của máy. Có nơi thiết kế riêng cho bút và vỏ bàn phím mới cũng thiết kế mỏng gọn hơn. Tổng thể chiếc máy thì có độ mỏng chỉ 5,3mm, nặng 774g khi mà không có bàn phím. Surface Pro X sử dụng nền tảng ARM được sản xuất với Qualcomm, tạo ra một chipset hoàn toàn tùy chỉnh có tên là Microsoft SQ1. Hiệu năng của SQ1 đạt hiệu năng trên mỗi watt tiêu thụ cao hơn 3 lần so với Surface Pro 6. Đến với thị trường Surface Pro X, có các mức cấu hình là RAM 8GB đến 16GB và SSD từ 128GB đến 512GB. Một điểm đặc biệt xuất hiện trên Surface Pro X là ổ SSD rời, tức là bạn có thể nâng cấp SSD cho máy bất cứ lúc nào. Nhưng mà nhà sản xuất thì vẫn luôn khuyên các bạn không nên tự ý tháo và thay thế thiết bị. Để nâng cấp hay là can thiệp bên trong máy thì cần phải nhờ đến nhân viên kỹ thuật có tay nghề chuyên môn cao. Vậy thì thực tế, ai nên sử dụng Surface Pro X? Thực tế là với mức cấu hình của Surface Pro X thì đem đến cho người dùng hứa hẹn lớn về hiệu năng. Chiếc máy này thì phù hợp với nhiều đối tượng. Các tác vụ công việc thông thường như là viết tài liệu trong Microsoft Office, duyệt web với nhiều tab cùng một lúc thì Surface Pro X dễ dàng thực hiện một cách trơn tru. Những người làm việc văn phòng sử dụng máy tính bảng line này rất thuận tiện vì nó có thể làm việc như một chiếc máy tính xách tay thông thường. Đối với người làm thiết kế hay là các chuyên gia thì mức cấu hình Surface Pro X SQ1 RAM 16GB, SSD 512GB sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bởi máy có thể giải quyết các công việc thiết kế, đồ họa chuyên nghiệp, hứa hẹn tạo ra nhiều sự bất ngờ cho người sử dụng. Với người dùng cơ bản thì 8GB RAM và 128GB SSD là cân đủ các tác vụ rồi. Còn các bạn, đâu sẽ là sự lựa chọn của các bạn? Hãy để lại comment bên dưới video này cho Phương Lâm biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!